Dạ vâng, em xin kính chào các bác. Giờ đầu tiên thì em chúc các bác có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Dạ bữa hôm nay nhà em thì mới về được con đài Victor BCVK300, hàng rất là mới thì các bác, hàng eBay về còn rất là mới. Máy được thiết kế rất là hầm hố và sang trọng. Loa là đặc biệt là loa gỗ hết nha các bác. Gỗ. Rất là chắc chắn. Máy nặng khoảng 12 kg. Và máy là với cái diện tích chiều dài lên tới 65 cm và chiều cao máy lên là 25 cm và cái độ sâu của máy là 22 cm, rất là chắc chắn và nặng. Máy được thiết kế là hai cửa van, nhà đây cửa E và cửa B, hai loa bass và hai loa chép, chép là chép rời độc lập hết, rất là hay, tất âm con này rất là sang. Máy được sản xuất vào năm 1984, tới giờ mà nhà này mà còn được những con máy thế này là rất là hiếm. Đây là cái nước xì này, nước sơn xì, cái mặt xì rất còn xem. Máy chạy hoàn hảo tất cả mọi chức năng. Bây giờ em sẽ test lại cái phần chi tiết của máy cho bác theo dõi. Rồi em sẽ test lại cái phần mà cách set trước dạ. Đây là cái cà nà, volume, cái ba lăng, chép và bát. Tình yêu đôi ta này ấy đầy mộng mơ. Chuyện tình
Đến bây giờ anh xóa tình cũ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.